Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 29 cho tới 34 độ. Còn các thị xã, thành phố thuộc khu vực miền Tây của tỉnh cũng dự báo ngày trời nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 cho tới 36 độ một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh là thành phố Hạ Long, được dự báo thời tiết khá thuận lợi cho người dân và du khách tham quan ngắm cảnh. Đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 30 cho tới 36 độ. Ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, dự báo có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ đạt ngưỡng 33 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước đêm nay và ngày mai. Nắng nóng vẫn đang tiếp tục kéo dài ở miền Bắc. Sau một ngày nắng nóng gây gắt đến đặc biệt gây gắt, trong đêm nay miền Bắc vẫn duy trì trạng thái oi bức với mức nhiệt cao ở trên 32 độ. Đến gần sáng và sáng sớm mai, nhiệt độ giảm nhẹ nhưng tình trạng mát mẻ chỉ kéo dài được vài giờ. Sang ngày mai Bắc Bộ trời lại có nắng mạnh từ sớm, nên nhiệt trong ngày tiếp tục tăng cao từ 36 cho tới 39 độ. Trời nắng nóng gay gắt và có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ lên trên 40 độ. Với các tỉnh miền Trung vừa chịu ảnh hưởng của thấp nóng, vừa có tác động của gió phơn, nên trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ở miền Trung phổ biến là không mưa, đêm trời oi bức với nhiệt độ trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ và ban ngày cũng xảy ra nắng mạnh từ sớm. Dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với mức nhiệt giao động từ 36 cho tới 39 độ. Những nơi vùng núi phía Tây nhiệt độ lên tới từ 39 đến 40 độ, cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp xuống dưới 45%, trời khô và nóng nên nguy cơ xảy ra cháy rừng tiếp tục ở mức cao. Còn lại, các tỉnh từ Khánh Hòa, Ninh Thuận đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng nên nhiệt độ ở đây giữ ở mức từ 33 cho tới 34 độ. Lùi xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình. Những cơn mưa rào và rông chủ yếu về chiều và tối ở khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Còn trong ngày ở Tây Nguyên, nhiệt độ giao động từ 29 cho tới 32 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 33 cho tới 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ, có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động nhẹ. Còn ở ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, có gió Nam đến Tây Nam mạnh ở cấp 4, cấp 5. Vùng biển phía Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam ở cấp 4, cấp 5, nhưng có mưa rào rải rác khiến tầm nhìn xa giảm thấp, còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.